Được tuyệt ha. vời, tuyệt vời. Hiệp, điểm mạnh điểm yếu là gì? Dạ, chào điểm em mạnh, dạ. Nói lớn lên coi nào. Dạ, ưu điểm của em là sống tình cảm. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hơi nóng tính, dễ tin người. Nóng tính cỡ nào? Em im lặng và đi ra ngoài. Ừ, được. Ai? Rồi cái đường tình duyên của em sao? Em có mấy mối tình rồi? Thực tế ra là em có 3 mối tình, nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á, và người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Là đã ly dị rồi, là có một đứa con người, ở với mẹ. Ở với mẹ, giờ mấy mẹ tuổi? Mẹ lấy chồng rồi, được 8 tuổi. Gái hay trai? Con trai. Rồi em có gặp thằng cua 8 tuổi của em không? À, năm ngoái em có gặp, bị dính dịch cái lời giờ từ hôm dịch giờ em đi không đi đâu được hết á. Bây giờ em mong muốn điều gì ở cái người phụ nữ đó? Phụ nữ em chỉ cần người ta hiểu chuyện thôi, chân thành, có gì nói đó. Chuyện lớn lên để cho giao lưu cái tiếng nói đầu tiên ha, để chút xíu mình gặp nhau luôn. Mời bạn trai. Dạ, xin chào tất cả quý vị và khán giả trong trường quay, và chào anh Quyền Linh với lại chị Hồng Vân. Chào em. Em tên Vũ Hoàng Hiệp. Năm nay em 40 tuổi, nghề nghiệp em là tự do. Quê gốc của em là Hà Nam, nhưng mà sống và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Là công việc gì? Công việc của em là em nhà em có cho thuê phòng trọ. Ừ. Phường mấy? Ở Phú Nhuận. Nào anh tới anh thuê vài phòng nha. Đợi em đang có dự kiến xây thêm 10 đó. Vậy cho anh thuê 10 phòng đó luôn đi. Anh cho thuê lại thôi chứ gì chứ. Dạ thì em lấy anh ba thôi, anh thù ta 3,5 được không em, có lời. Đúng rồi. Lấy ba 3,5 tháng ha. Đúng rồi. Được, cũng được, anh em mình làm ăn nha. Trời ơi Linh ơi Linh, bữa nay đi hẹn hò mà ông bàn cái chuyện làm ăn là sao trời. Dạ, có lấy lời phòng trọ cho thuê cũng được. Mình giới thiệu về mình đi bé. Em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Ừ. Em là Võ Thị Ngọc Thủy, năm nay em 35 tuổi. Em là nhân viên bán hàng. Rồi em ở đâu? Em ở với ba mẹ em ở Gò Vấp. Em nói luôn đi, một cái ưu điểm gì, nhược điểm gì? Thì tính em trầm tính và ít nói. Thì ưu điểm em là thuộc tiếp người hoàn toàn của người phụ nữ gia đình. Thì em biết vun vén cho gia đình, biết tiết kiệm, biết sạch sẽ gọn gàng và chăm sóc chồng con. Nói chung là em thuộc tiếp người phụ nữ hoàn toàn á. Thì biết nội trợ. Phụ nữ thuần chủng đó. Dạ. Phụ nữ của gia đình đó. Dạ. Em quản lý phòng trọ được không? Dạ đúng anh, luôn quá em, được. Em rất là thích kinh doanh. Nếu mà có duyên với nhau thì em sẵn sàng về giúp cho anh quản lý phòng trọ. Thấy chưa? Được tuyệt ha. Vời, tuyệt vời. Hiệp, điểm mạnh điểm yếu là gì? Dạ, chào em. Dạ. Nói lớn lên coi nào. Dạ, ưu điểm của em là sống tình cảm. Ừ. Khuyết điểm là gì? Dạ, khuyết điểm là hơi nóng tính, dễ tin người. Nóng tính cỡ nào? Em im lặng và đi ra ngoài. Ừ, được. Ai? Rồi cái đường tình duyên của em sao? Em có mấy mối tình rồi? Thực tế ra là em có 3 mối tình, nhưng mà thì cái mối tình thứ hai của em á, và người đó em có đăng ký kết hôn luôn. Ừ. Là đã ly dị rồi, là có một đứa con người, ở với mẹ. Ở với mẹ, giờ mấy mẹ tuổi? Mẹ lấy chồng rồi, được 8 tuổi. Gái hay trai? Con trai. Rồi em có gặp thằng cua 8 tuổi của em không? À, năm ngoái em có gặp, bị dính dịch cái lời giờ từ hôm dịch giờ em đi không đi đâu được hết á. Bây giờ em mong muốn điều gì ở cái người phụ nữ đó? Phụ nữ em chỉ cần người ta hiểu chuyện thôi, chân thành, có gì nói đó. Tế, sống thực tế thôi. Em thì 40 rồi, cái suy nghĩ nó cũng cứng rồi, nên em biết lắng nghe nhiều hơn và em hiểu chuyện. Cho tôi hỏi đàn gái xíu nào. Dạ. Đàn gái có đường tình duyên thế nào vậy? Em có hai mối tình, một mối tình là sinh viên, một mối tình là cũng chia tay gần đây. Mấy năm? Một năm, nói chung là anh đó không biết tôn trọng và chia sẻ. Chia tay bao lâu rồi cơ? Dạ khoảng 3 năm ạ. Nhưng vấn đề chỗ nãy giờ em nghe câu chuyện anh bên đây, em cảm nhận thế nào? Em có lo lắng điều gì không, hay là em có ngại điều gì không? Em hỏi một câu là hiện tại anh vẫn đang hàng tháng cung cấp cho con phải không ạ? Có cung cấp và để một cái quỹ cho nó nữa. Vấn đề đó anh thì tiền bạc thì anh không có quan trọng cái phải như thế nào hết. Đó là con anh mà. Dù cả kể em cũng vậy. Sau này mà nếu là có chung với nhau á thì anh cũng chu toàn đôi bên cân bằng hết. Ý em á là giả sử như mình có duyên bấm nút với nhau á, dạ. Thì á, em muốn là anh có cái sự rõ ràng với em, đừng có giấu giếm. Tức là em không phải là ích kỷ hay nhỏ nhen gì đâu, em muốn có cái sự rõ ràng với nhau á. À thì đó, vậy thôi. Không hiểu hiểu mà. Hôm nay em đi với ai bé? Em đi với mẹ em và ba em. Rồi, chào cô chú. Rồi, cô chú có ý kiến thế nào về người đàn ông này? Tôi thì tôi không đặt vấn đề quan trọng giàu nghèo hay là chu cấp hay thế nào. Dạ. Nhưng mà thấy là người đàn ông biết chăm sóc gia đình, phải dạ. Thành thật, không rượu chè, hút dạ. Sách, cờ bạc. Đó là điều tối kỵ của tôi. Bây giờ mình không có nói gì được, tại vì gặp nhau mấy cái phút ngắn ngủi quá, không dạ, có nói rồi. Được gì hết. Dạ. Thì hai người có thể tìm hiểu nhau. Nếu có dạ. Duyên, có nợ thì
tốt, còn dạ, không duyên hơn nữa thì cũng như là bạn bè. Bạn bè dạ, thôi. Dạ, dạ. Để quên nói chào hai MC Nguyễn dạ, Linh dạ, vui vẻ, hoặc bác và cô Hồng Vân dạ, xinh đẹp, dạ, vui vẻ. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn cô ạ. À, em trai đi với ai? Dạ, em đi với bà chị Kết Nghĩa. Rồi, xin chào chị. Dạ, em chào chị ạ. À. Xin chào chị Quang, anh Hoàng Linh và chị Hồng Vân. Hiệp ơi, cô bé bên đây rất là xinh. Dạ. Tính tình cũng năng động đó. Thì chị hy vọng là hai đứa cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu. Ha? Tại vì cái vừa qua cái câu chuyện của Hiệp bên đó thì lúc đầu thì nó hơi trắc trở đó. Chị hy vọng sau này thí dụ như được thì tụi em tìm hiểu kỹ hơn và đến với nhau cho hai bên gia đình vui vẻ. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Hai bạn cũng lớn rồi, có thể đủ quyết định tương lai của mình. Mở rào. Bắt đầu đi Hiệp. Dạ, em tặng anh. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn. Nói chung là cảm nhận đi, em cứ cảm nhận về anh đi. Ví dụ em có gì chia sẻ với anh. Anh hiện tại ở Phú Nhuận luôn hả? Đúng rồi. Thì hiện tại là em là nhân viên bán hàng, thì sau này em có thể thi lên làm quản lý. Nhưng mà cái hướng của em á là muốn là chồng trụ cột trên kinh tế chính và em bán hàng online. Hoặc là về này sau này em sẽ phụ anh quản lý kinh doanh phòng trọ. Thì em rất là thích kinh doanh, thì ý anh thế nào? Thật sự ra cái kinh doanh phòng trọ nó chỉ là một cái bàn đạp của anh thôi. Là kia một cái để làm chân đi thôi. Còn thực ra cái định hướng của anh là anh qua dịch anh còn mở công ty. Tại vì anh có những cái quan hệ dịch vụ rất là tốt. Anh muốn mở dịch vụ công ty dịch vụ thương mại. Dạ. Thì còn anh biết cái định hướng em, như em nói là em có những cái tư tưởng về khoái kinh doanh. Thì anh nghĩ rằng là nếu mà có cơ hội chúng ta sẽ làm việc với nhau nữa nhiều hơn. Dạ. Dù như không có thành thì cũng thành này thành kia. Dạ. Phải không anh? Nhưng mà anh mong là anh cũng 40 rồi, em thì cũng 35. Phải không? Thì cứ cho nhau cơ hội. Cô bạn này là giống trong trí tưởng tượng của em không? Dạ, em thấy rất là dễ nhìn mà. Dễ thương nữa. Dễ thương ha. Dạ. Còn em thấy anh này sao? Lúc mở rào ra em thấy... Thật ra thì em không đòi hỏi gì ngoài hình người đàn ông. Em chỉ quan tâm là người đàn ông biết tôn trọng và có sự vươn lên trong sự nghiệp, có ý chí trong sự nghiệp thôi. Đúng rồi. Anh đảm bảo những điều đó. Tại vì cái đầu óc của anh đó, anh nói anh nhìn đâu đến cái tiền đó. Ta từng làm rồi, từng mở quán bún cá Kiên Giang ở trong phố Bùi Viện rồi. Nhưng mà mình mở ngu quá, mình cứ đưa cho cái cô kia đến nấu, cái tự nhiên cô bỏ đi, cái mình bơ vơ luôn. Dở vô đó đó. Thôi nói chuyện tình yêu đi, làm ăn hoài. Vì nãy nghe nói nhà Gò Vấp thì mình ở đường nào á? Em ở đường Cây Châm. À, Cây Châm thì anh từ nhà anh qua đó cũng gần mà. Dạ. Yeah. Gần sạch luôn á. Thì anh nếu mà được á, rảnh thì anh có thể mời em đi ăn. Dạ. Yeah. Mong anh tạo điều kiện cho anh. Dạ. Yeah. Ok. Ai nhìn anh cái nhìn ban đầu á, người ta cũng nói anh khó gần. Nhưng mà khi nói chuyện anh rồi á, thì người ta lại muốn thân. Dạ. Yeah. Thật. Nhìn mặt anh nó khó chịu lắm, nhìn mặt anh muốn nặng châu châu mày nè. Nói chung nhìn mặt hung dữ á. Thấy cái chân mày không là thấy hung dữ rồi. Ôi, anh Linh này có làm gì chị Vân không? Chị bị Vân áp lực. Nãy để em biết sao là nhìn hồi cái thấy sao nè, ấm áp không? Dạ có. Bây giờ Hiệp tới giao lưu cảm xúc chút xíu nào. Dạ. Mình trao nhau cảm xúc ban đầu cái lại nắm tay cô gái đi. Đó, bước vậy tới em đi, nói Hiệp. Cái gì chân thành nhất đúng đi rồi. Đó, mặc dù nãy là hai người đều ngầm nói là cho nhau cơ hội rồi đó, nhưng mà nhìn thẳng vào mắt nhau nói gì đó. Nhìn mặt anh hung dữ lắm nhưng mà anh rất là dễ thương. Mong rằng là mọi thứ là anh có thể làm cho em cảm giác an toàn. Cảm ơn bằng anh. Hành động, anh làm bằng hành động chứ anh dở thì như giặc á. Em cười tươi lên cái coi. Cười đẹp ghê mà nó không chịu cười. À, hát tặng bài đi Hiệp. Em hát một đoạn Đất Nước cho niềm vui nha. Thì hai tụi em cưới nhau tụi anh vui luôn á, cả nước vui. Còn mắc cả quá trời luôn. Ta đi trong mùa nắng sao vàng rực cờ tung bay. Dồn dàn về mê say những bước chân dồn về đây Sài Gòn ơi vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng ôi hạnh phúc vô biên hát nữa đi em những lời yêu thương. Yes. À, nhà gái mình làm liền em, đừng để bị thua. Chờ người tên là tên đầu tên sự sớ tên trong di vắng nhạc nhòa
Vào mùa trăng đó, chàng từ phương xa về như giấc mơ. Giọng giọng nghe rất là xúc động luôn á. Cặp này hát hợp nhau nè. Để xem đây có phải là người để cùng trò chuyện, tâm sự, cùng về chung một nhà hay không. Nếu đúng thì bấm ngay cái nút đó. 1 2 3. Trời ơi, gian. Bấm một lượt luôn mới ghê chứ, nghe cái cắt cắt. Rồi bây giờ nè, có ba má nè. Bây giờ nắm tay, vẫn nắm tay thế nào. Nào, có ba được rồi, rồi đó. Rồi bây giờ em phải xin phép bạn hôn một. Dạ, xin phép hai bác. Xin phép em nè. Đó, trời ơi, đúng là cái hôn gọi là dạng ngõ luôn á. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Toshiba Việt Nam gửi tặng hai bạn mỗi bạn một chiếc máy lọc không khí CAF N30 diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi, đây là món quà của anh ấy dành cho em. Cảm ơn chị. Đêm nay là cưng, đi xuống cầu thang, đi ngang chào ba mẹ cái.